Hiện nay các nhà tuyển dụng luôn khuyến khích và ưu tiên tuyển dụng những sinh viên du học. Có thể nói, tuy chỉ là một quốc đảo nhỏ nằm trong khu vực Đông Nam Á, nhưng nền giáo dục đa dạng của Singapore có thể sánh ngang với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Úc, Canada, đặc biệt trong đó phải kể đến trường Nanyang tại Singapore. Đây là một ngôi trường danh tiếng, đào tạo chất lượng và luôn có các chương trình học đi đôi với hành. Điều mà các nhà tuyển dụng đang rất cần cũng chính là lý do thu hút đông đảo các du học sinh trên thế giới. Đặc biệt nếu bạn muốn du học tại một ngôi trường tiêu chuẩn quốc tế, nhưng với chi phí hợp lý và chương trình đào tạo đa dạng, thì Học viện Quản lý Nanyang chính là lựa chọn phù hợp nhất. Các bạn hãy nhanh tay tham gia tuần tham vấn du học Singapore tại Học viện Nanyang, đa dạng chương trình, chi phí hợp lý. Thời gian bắt đầu từ thứ 2 đến thứ 6, từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 6 tháng 10 năm 2017. Thời gian là từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa và chiều là từ 15 giờ đến 17 giờ. Địa điểm là văn phòng công ty tư vấn du học Tân Đại Dương tại 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký ngay với số điện thoại 028 3848 4879, 028 3838 2080, 0996100588, 0996277629. Nanyang là một trong những trường tại đảo Quốc Xanh được nhận chứng chỉ EduJust của chính phủ, được biết đến là Học viện Quản lý Nanyang. Nơi đây nổi tiếng đào tạo các lĩnh vực về quản trị du lịch, nhà hàng, khách sạn, quản trị kinh doanh, kỹ sư xây dựng. Đây cũng là một trong số ít các trường tại Singapore đảm bảo cơ hội học tập cũng như việc làm cho sinh viên khi học tại đây. Nanyang tọa lạc gần trung tâm thành phố giúp cho học viên có cơ hội tiếp cận các khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống ngân hàng và môi trường kinh doanh, nơi sinh viên sẽ tìm việc làm sau khi hoàn tất khóa học. Hơn nữa, vị trí trung tâm này đem đến cho Nanyang những lợi thế về vị trí và môi trường học tập giúp cho học sinh, sinh viên thuận tiện cho việc đi lại và sử dụng các dịch vụ cần thiết khác. Nanyang đạt chứng nhận chất lượng giáo dục tư thục cao nhất tại Singapore. Với chương trình giảng dạy đa dạng từ các khóa tiếng Anh cao đẳng đến đại học và thạc sĩ nhiều chuyên ngành, Nanyang tự hào là học viện duy nhất giảng dạy ngành kỹ thuật xây dựng. Đặc biệt, trường có thế mạnh đào tạo hỗ trợ thực tập và việc làm trong ngành quản trị du lịch khách sạn. Trường cam kết sinh viên theo học tại trường sẽ được sắp xếp thực tập có hưởng lương tại các khách sạn 4 sao trở lên với mức lương từ 800 đô Singapore đến 1.000 đô Singapore trên tháng. Nanyang nhận học sinh học hết lớp 10 tại Việt Nam mà không cần IELTS TOEIC. Học sinh có thể học khóa học tiếng Anh tại trường. Bằng đại học thạc sĩ được cấp bởi các trường đại học uy tín tại Úc, Mỹ, sinh viên có cơ hội được chuyển tiếp sang Úc, Mỹ một cách dễ dàng. Nanyang đáp ứng với khóa học khách sạn hàng đầu tại Singapore và trong khu vực với hệ thống các cơ sở hiện đại mô phỏng các nhà hàng lễ tân và quản lý phòng. Nanyang còn trang bị các phòng máy tính lớn dành cho giảng dạy Opera và phần mềm Emirates. Đây là hệ thống phần mềm được công nhận toàn thế giới và hiện đang được các khách sạn và đại lý du lịch nổi tiếng trên thế giới sử dụng. Điều này giúp cho sinh viên có nhiều lợi thế khi xin việc. Học viện Nanyang có lợi thế rất lớn nhờ khuôn viên trường nằm ở vị trí thuận lợi bậc nhất tại Singapore. Cùng với lớp học giảng dạy đặc thù kết hợp với mạng lưới quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp trong ngành, vì thế học sinh, sinh viên có cơ hội thực tập tại các nhà hàng khách sạn 5 sao, các khu resort, vui chơi, giải trí tiêu chuẩn quốc tế tại Singapore với mức lương trợ cấp từ 600 đô Singapore đến 1.000 đô Singapore trên tháng. Khi du học tại Nanyang Singapore, chính phủ luôn khuyến khích tuyển dụng những lao động có tay nghề, đặc biệt chức vụ càng cao mức lương càng thể hiện khoảng cách rõ rệt. Ví dụ, chính sách giải lương cao nhằm thu hút người tài và hạn chế tham nhũng, đó là mức lương của Thủ tướng Singapore cao gấp 4 lần Tổng thống Mỹ, gấp 5 lần Thủ tướng Anh. Singapore tạo mọi điều kiện cho nhân lực trình độ được nhập tịch và định cư lâu dài cùng với người thân. Tất cả các thủ tục có thể được xử lý chỉ trong vài ngày. Đây là tốc độ nhập tịch nhanh chóng mà bất cứ người nhập cư nào cũng mong muốn. Tại Singapore, các doanh nghiệp thường trực tiếp liên hệ với trường để tuyển dụng lao động, do đó một số trường cam kết việc làm sau khi sinh viên tốt nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này cũng như các quá trình làm hồ sơ xin visa du học Singapore, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương của chúng tôi tại chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 028 3848 4879, tại chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại 028 3838 2080. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.